Thưa quý vị, các cơ sở y tế ở Đà Nẵng hiện đang thu chung điều trị nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh cúm mùa và nhiễm virus siêu vi. Do thời tiết giao mùa khiến nhiều trẻ mắc bệnh phải nhập viện điều trị, một số cơ sở y tế quá tải. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, khoa khám cấp cứu Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp nhận khám điều trị hơn 1.200 lượt bệnh nhi mắc các triệu chứng cúm mùa và nhiễm virus siêu vi trong đó có từ 200 đến 250 trẻ phải nhập viện điều trị nội trú. Một số khoa của bệnh viện như nhi tổng hợp, nhi hô hấp đã quá tải bệnh nhân, buộc bệnh viện phải kê thêm giường bệnh. Theo các bác sĩ chuyên khoa, do thời điểm giao mùa, trẻ từ 3 đến 5 tuổi dễ bị nhiễm siêu vi, cùng với đó bệnh hô hấp cũng chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Hiện tại dịch cúm mùa đang bùng phát mạnh nên trẻ dễ bị lây chéo trong môi trường lớp học hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh, do đó Phụ huynh cần lưu ý một số biện pháp để chủ động phòng bệnh cho trẻ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần chú ý vệ sinh mũi họng cho trẻ và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có triệu chứng sốt kéo dài nhiều ngày để được chăm sóc, điều trị kịp thời.